Rồi. Chào các bạn, ở bài trước mình đã cùng các bạn tạo các môi trường dev và test và production rồi, thì mình cũng đã chỉnh sửa một cái thay đổi nhỏ trong môi trường dev. Thì bây giờ nhiệm vụ của bài này ấy, mình sẽ merge từ dev sang test chẳng hạn. Nhưng mà lưu ý là nãy tại vì mình cũng có chỉnh sửa môi trường test sang môi trường dev á, cho nên là có một số thay đổi, cho nên mình sẽ tạo một cái pull request ở trên GitHub. Thì các bạn có thể dùng rất nhiều cái công cụ quản lý số code, các bạn có thể dùng AWS Code Commit hay là GitHub hay là GitLab. Thì để tạo một cái pull request để mình chuyển từ, mình sẽ cập nhật từ môi trường dev sang môi trường test, thì mình có thể tạo một cái new pull request ở đây. Mình sẽ chọn cái nhánh của mình, giả sử nhánh mình chọn từ nhánh dev sang nhánh test chẳng hạn. Rồi, thì khi chọn nhánh dev sang nhánh test thì mình sẽ có một cái thay đổi từ cái cũ sang cái mới. Nhưng mà lưu ý là cái này nó bị conflict thì mình sẽ cần phải rezone, tại vì nó lấy từ cái nhánh master ban đầu của mình ha. Mình tạo một cái pull request PR from dev to test chain hello work version 2 create pull request. Thì cái pull request này mình đã tạo xong rồi, nhưng mà nó bị conflict như lúc nãy mình có nói, thì mình cần phải sửa cái phần rezone này. Mình sẽ xóa đoạn này đi ha. Rồi mình bấm mark add rezone, commit merge. Rồi khi mình commit xong rồi thì mình sẽ mở cái pull request này. Confirm. Đây báo là cái PR, cái pull request của mình là successfully merged and closed ha. Thì ở đây mình đã thấy là mình sẽ quay lại cái source code của mình. Mình chuyển qua nhánh test. Coi cái này ra. Mình đã merge nó từ Hello World from dev environment version 2 edited ha. Thì cái này bây giờ nó đang giống với môi trường dev của mình, tại vì mình mở từ dev qua, nhưng master của mình là môi trường production của mình á, thì vẫn là Hello World ha. Thì hãy cùng quay lại cái phần amplifier của nó trigger thế nào. Đây đang trigger, nó build lại cái môi trường của mình đây, provision build và deploy. Mình cũng có làm thay đổi cái source code của môi trường dev nên là nó cũng đang ở quá trình build. Thì quá trình này mất khoảng tầm, có thể tùy lúc có thể mất từ 1 đến 3 phút, nhiều khi nó cũng rất là nhanh, tùy vào cái source code mình. Tất nhiên cái bài này mình làm để đơn giản để các bạn cùng nắm. Thì tương tự thế thì mình có thể mình thay đổi từ cái môi trường test sang môi trường master thông qua cái hoạt động là mình làm một cái pull request như vậy. Thì để chờ cái việc verify này nhanh thì mình sẽ cùng có cái test này, nó có chạy giống như cái dev không, tại vì mình mới merge từ cái dev qua mà. Rồi xong rồi. Đó thì cái này cái các bạn, nếu các bạn làm lập trình á thì các bạn nên tìm hiểu cái công cụ Amplify ha, nó rất là tiện cho các bạn làm web. Các bạn cũng đỡ phải đau đầu, các bạn cứ commit code lên trên các branch của mình, nó tự động nó CI/CD lên trên cloud của mình. Thì trong cái chuỗi series về AWS Amplify, mình cũng sẽ hướng dẫn các bạn làm một số cái backend sử dụng Amplify thông qua các serverless service, kiểu như là AppSync hay là Cognito hay là Lambda hay là S3 ha. Cảm ơn các bạn đã theo dõi.